Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nha. Lại tiếp tục cho một đệ tử xuất sơn. Xin giới thiệu tới quý vị và các bạn chiếc âm ly Azizang có model là SBA306XG. Toàn thể mặt tiền này còn rất chi là đẹp đây. Còn rất chi là đẹp nha. Đấy. Đời 306XG. Mọi người lưu ý, đời 306XG này đã làm nên tên tuổi của hãng Ariang tại thị trường nước Việt. Đấy. Con này có chất âm sắc của nó rất tốt nha. Âm sắc của nó rất tốt là cái thứ nhất. Cái hai là nó lại thêm cái mạch hát karaoke của nó. Cái phần hát karaoke của nó thì gọi là nhất nhất cái dòng Azizang. Yeah. Còn đa số những cái dòng Azizang kia ấy thì nó nếu mà nó đi thi thố về độ du dít thì nó là đỉnh cao, yeah. Thiên hạ vô song, nó chuyên dùng những con 0306 đấy. Nhưng con này thì không biết tên cái con ICE Echo của nó vì nó đã tẩy xóa đi rồi đấy. Giới thiệu lại cho mọi người tí thôi nhá, rồi đi ngủ. Về cái mạch âm sắc này, tiền khuếch đại này của nó này, nó được bố thêm này này. Đây. Mic low này. Đấy, tức là có trung trầm này và trung cao này. Đấy, mid này. Đấy, đại loại này là lời ca sĩ hát đấy nhá. Đấy, cao này, thấp này. Đấy. Đấy, trung trầm và trung cao nhá. Đấy, thế nên là chỉnh âm sắc con này nghe là nó khác với lại những cái mà con nó không có cái trung trầm và trung cao này. Đó. Đấy. Thế còn tất cả các như thế này thì nó cũng như âm ly bình thường thôi nhá. Đấy. Con âm ly này nó cũng không trang bị công tắc 3S, tức là tạm dịch ra là tăng bass tăng check nhá. Nhiều anh em âm ly nhật thì gọi là long nốt đấy nhá. Đấy, con này không có, con đây là cửa AB. Đấy, AB tín hiệu đầu vào nhá. Đấy, còn rất đẹp, không có xây xước cái gì cả nhá. Đấy. Con âm ly này hát này đúng là tuyệt vời luôn đấy. Còn mấy cái con khác như có ví dụ này. Mình ví dụ cụ thể luôn nhá. Cái con Arirang 203 đời 2 quạt đụng nóc ấy thì thôi, con đấy mà âm nghe nhạc thì được, nhưng mà hát karaoke thì sợ lắm, nó rú thì sợ lắm. Nhưng cái đời 2 quạt hông ấy thì nó lại đỡ rú, riêng cái đời quạt nóc nó rú sợ lắm. Đây, đời này nhá, đời này nó làm cái chạm loa nó như thế này, nó còn trông nó khôn nhỉ, trông chắc chắn. Chuẩn những cái đời khác như nó làm cái chạm loa thật là như kiểu cái loa thùng, cái loa nam môn ngày xưa. Chạm này chỉ có vặn gọi là đứt dây loa đây. Đấy, 200W với điều kiện là 4 ohm nhá, tổng là 450W. Con này thì công nghệ là thương hiệu là nó sản xuất theo gì thôi nhá. Còn tất nhiên là nó vẫn sản xuất ở Việt Nam đấy. Các cái hệ thống dốc này nhá. Đây này. Đấy, mình thay mới hết rồi. À, sáng loáng bóng nhảy cầu chữ U này như vậy nhá. Sáng loáng bóng nhảy. Con này ví dụ như ấy, mà có một số anh em nó mua về dứt cái cầu chữ U này ra. Đấy. Tại vì cái mạch công suất của con này nó không được lớn. Dứt cái cầu chữ U này ra, lấy nguyên về cái phần âm sắc của nó để hát karaoke nhá, để đưa vào đẩy để hát karaoke nhá thì thôi phê, cũng gọi phê loài tĩ luôn ấy. Nha. Bây giờ nhá, bây giờ đi vào chi tiết này. Đây. Chưa có sửa chữa cái gì cả, tất cả còn nguyên zin, ngoại trừ thay chiết áp và công tắc nhá. Đấy, nói thế thì cho quý vị và các bạn thấy sản phẩm. Sắt si này, sắt si chưa có dấu hiệu của sự gì luôn nha. Rất đẹp, nói chung là con này là con rất đẹp luôn đấy. Đấy. À. Đây này. Cái echo này, IC. Nó mài rồi. Đấy. Bên nó dùng cái gì nó tẩy số hết này. Đây. Đây này. Nhưng mà con này chính vì con này nó hay thì nó mới tẩy số, như những con âm ly Arirang khác mình va vấp rồi. Nó không có tẩy số vì những cái con ấy thực tế ra có ai người ta thèm nhái lại mà nó tẩy. Nhưng cái con này nó hay như vậy mà nó không tẩy là sẽ có người ta học lại ngay. Đấy, thế nên là nó làm cái con hay là nó tẩy. Đây.
hai tụ lòng nguồn, à, mỗi bên hai quạt, hai vế mà là bốn quạt. Đấy, 63V 10.000 microfarad đây. Đấy, 63V. Con này nó dùng đây, nó dùng mấy cái con MOSFET bé tí tí tí. Đấy. Đấy. Cái công nghệ này là cái công nghệ Class D. À, công nghệ nó giống như kiểu nó sản xuất cho dùng loa kéo kéo rất bé. À. Nhỏ gọn, không cồng kềnh. IC đây nó cũng tẩy xóa này. Đây nó tẩy số này. Đây. IC đây nó cũng tẩy số. Không phải con nào. Con này hay cái nó tẩy cái, còn những cái con vớ vẩn kia của nó không tẩy nha. Đấy. Nói thì trước khi đi ngủ giới thiệu tới mọi người một sản phẩm chính hãng nha. Mà con này là chất âm rất tốt. Ai mà chơi loa từ 2,5 tấc, tức là đường kính loa bass 25 cm, nha, dở sướng ví dụ chơi bass 25, bass 20, chơi một cặp thôi, chơi gia đình mình ấy không bạo lực, nên tham khảo con này nha. Nghe hay, hát hay nha. Đấy, thế còn ví dụ chơi loa 3 tấc thì có mua mình cũng không bán nha, vì đánh nó đuối. Đấy, đánh nó đuối, thế mà đánh mở lâu lắm tiếng là nó lại còn không nói nữa. À, nên là hỏi mua đâu lại mua của Khang Audio thì nó buồn à. Đấy. Chỉ bán cho những người mà dùng cái loa từ 2,5 tấc trở xuống là ok nhá. Đấy, thế còn âm đi thì nó còn zin nguyên, bao nguyên zin cho mọi người nhá. Đấy. Không phải con nào Aridang nó cũng hay. Mình không nói thêm nữa, nói thêm rồi lại đâm ra lại tranh luận nhiều. Vì sao? Vì ở trên mạng những trang người ta bình luận, người ta ca ngợi nó hết lời. Những cái con Aridang khác người ta lại không ca ngợi, thì quý vị và các bạn cũng hiểu cho, đúng không ạ? Tại sao nó lại ca ngợi như thế, tại sao nó lại xóa số, mà những cái con khác ấy nó lại không xóa số, đúng không? Đấy, cái con hay nó mới xóa số, còn những cái con kia chẳng ai người ta thèm học nó mà xóa số. Cái con này mình ví nó như kiểu là như kiểu cái xe Longines, cái xe Dream ấy. À, của Trung Quốc ấy. Xe Longines, xe đời đầu của xe Trung Quốc, nó là Honda Sino. Đấy, nó làm rất chi là tốt, thậm chí còn tốt hơn cả Honda. Đấy, để nó đưa sang thị trường Việt để làm gì, để nó lấy cái thương hiệu đã. Đấy, xong tiếp tục đến Longines cũng rất tốt, nhưng mà từ sau rồi dần dần là nó mới chuyển sang nó sản xuất cái đồ nó không tốt. Thì cái thằng Aridang này cũng vậy. Đấy, cái con này mới làm nên tên tuổi của nó tung vào thị trường Việt Nam. Đấy, nó phải làm nghe hay, hát hay. Đấy, để mọi người giờ cứ nói đến cái là nói đến âm lý Aridang. Thế nhưng không phải con Aridang nào nghe cũng hay, hát cũng hay. Lắm con nghe cực kỳ là dở luôn. Thôi thì cảm ơn mọi người đã xem video nhá. Xin phép dừng clip ở đây. Chào thân ái. Merci. Thank you. Lời của mấy anh tàu khựa là xia xịa. Đấy, cảm ơn đấy nhá.